Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hi Ha Chobi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái game này. Và cái game này là cái game gì thì các bạn cũng đã biết rồi chứ gì. Đó chính là World V. Và ok, mình sẽ thông báo luôn là mình sẽ quay hai tập World kế tiếp luôn. Vì ở mấy tập trước thì mình đã quay 3 tập Ai Là Kẻ Giết Người liên tiếp luôn rồi. Nhưng bây giờ cũng như mình quay kiểu này, như là mình quay bù lại, mày hiểu không? Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ vào game luôn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi chế độ team DM. Team DM gọi là kiểu như là đánh không luôn, không có cướp cờ gì cả các bạn. Đa phần là đánh nhau, chém lộn với nhau thôi, không có bắn súng hay gì cả. Ok, thì mình sẽ kiểu như là skip cho đến khi nào chuẩn bị bắt đầu trận thôi nha các bạn. Vì cái game này cũng gọi là nhiều người lén quên rồi nên cũng khá lỗi là khá là lâu, nên nên bây giờ thì sẽ skip cho đến khi nào vô trận thì thôi nha. Ok, bắt đầu nào các chế. Ồ, level 90 luôn. Ôi đồ. Ôi đồ. Bên nó 82, 90, 72 bên mình thôi, xong rồi. Không ổn rồi. Let's do this. Ôi, mới vô. Đã khuấy đảo rồi sao? Magic tụi nó cho hai mình. Đây, nó bờ máu. Từ đi. Nó bảo không. Ok. Ôi, ở đâu nó chuyển xuống quá trời ta. Đội chuyển xuống quạch ta. Nó nhảy xuống kìa. Nó nhảy xuống. Ôi. Đạp. Đạp thế cả. Ủa level 90 nè. Chết luôn, bắt đầu giết một, hỗ trợ một, chết một, đều là một, tất cả everywhere. Ok, nhảy xuống. Yeah. Ok. Oh, nó bóc lắm, kiểu quá trời đam, quá trời bữa luôn. Hay leo. Đam chết. Mình bị ra xa. Team mình đang dồn lên mày ơi. Team mình đang dồn lên. Bây giờ mình nghe này. Cái này xuống. Hay thế. Team đã thế. Trả thù. Giết tao nãy đúng không? Ở đâu? Này nha. Chơi nó luôn. Ok. Ngon. Tiếp tục, nó còn cái này. Clear team luôn các bạn ơi. Không dịch chuyển đi rồi. Ôi, nó đang lại kìa. Tụi nó đang lại mấy ông nghe cứu tôi. Mà các bạn đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh channel của mình cũng như theo dõi những video clip sắp tới ra trên channel nhé. Ok, và nhớ comment luôn trong sự kiện 6.000 subscriber thì mình sẽ làm gì, hoặc thử thách ra cho mình để mình làm video cho các bạn coi nè. Ok,
kiểu như chơi kêu kêu mình chơi game gì hoặc là thử thách gì đó, ăn mì cay chẳng hạn. Nhưng mà mì cay làm giỏi nha, đừng kêu nữa, nên đừng kêu mì cay bù tạt đồ, mình không có bù tạt. Ok, wasabi cũng vậy, cũng không có đâu. Đừng kêu những gì mình không thể làm nha các bạn. Rồi Judas, you die. Ok, hai bên vẫn đang ngang tài ngang sắc ngang sức, bên mình đang dẫn trước cũng 30 điểm, cũng hai bên cũng đang rất kịch liệt. Đây là anh chàng level 90 đội cái mũ mát đẹp luôn. Rồi hỗ trợ tim mà. Ok, tim của nó, tim mình đang dồn qua tim nó đánh các bạn ạ. Giờ đi đâu đây? Nó đập nó, đập nó. Team mình là team đỏ, team tụi nó là team xanh các bạn ạ. Phe địch là màu xanh, phe mình là, bên mình là màu. Chết tiệt, ai đừng nơi này. Tôi giúp ông cho. Chạy đi, chạy, chạy. Chạy luôn rồi. Chạy luôn. Chạy, chạy đúng. Lên nè các bạn. Ôi. À, nó bật chiêu, nó bật cái gì á, kích đam lên, trời ơi, nó đập rồi. Trời ơi, team mình thua nó ngược lại 30 điểm luôn. Ồ, thì giờ có AFK. Chết. Ha ha ha, tôi cày tao, tôi ăn rồi mấy bạn. U nó có con cáo càng episode mà. Chạy đi. Chạy đi. Rồi. À, lên nữa chạy. 1 phút 30 giây tốc hành luôn. Okay. Họ cần cũng nổi đâu. Đủ. Thằng level 90 bên kia nó đứng trên, Magic nó đứng trên ốc nhà các bạn. Lúc nó trưởng xuống. Các bạn nhớ là like và subscribe ủng hộ kênh channel của mình nha. Và đón chờ những video sắp tới ra trên channel. Ok. Như vậy nha. Nhớ là share video nữa, các bạn muốn coi video series này nhiều, các bạn share video nhiều. Yeah. Vậy nha. Share video nhiều là có, share video là ra view nhiều thì mình sẽ làm nhiều. Đấy, rất là easy, sắp Tết rồi đúng không? Các bạn lì xì cho mình bằng cách donate ở dưới cái phần description đó các bạn. Biết là lần này mình chơi nó, thôi. How gay. Tèo. Yeah, mình giết nó luôn. Ủa, còn hẳn. Ôi, nó chơi anti rồi. Thôi, chết luôn rồi. Bạn ê, bạn, mấy bạn e. Trời, máu rồi, cục máu nãy giờ mình canh mình ăn qua mà không được á bạn. 70 điểm nữa là team mình có thể là queen rồi. Ta bây giờ chúng ta sẽ chạy qua bển, ta tiêu diệt hết cái lũ cờ húi. Ok, lên. Và đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh channel của mình. Mình rất cam kết vì điều đó nhé các bạn. Ok, đây. Chạy đâu? Tha mày á. Yeah, team tôi đã thắng rồi các bạn, quá là hư cấu luôn các bạn ơi. Trời, các bạn thấy mình hay không? Nếu hay thì cho mình một like một share nha. Một like một share, share lì và luôn đi, share đi. Chờ vlog này là của server Happy Sale nên các bạn có thể remote thì các bạn vào chơi với mình nha.
Đây là ông những nhiệm vụ nè. Ok, mình tắt bớt cái này đi đã là. Bây giờ xong nó lắc luôn rồi. Mạng thì mạng Việt Nam các bạn cũng biết là nó đang bị kiểu như là đứt cáp, mình có thể tắt được cái đó để là nó ổn thỏa. Ok, ổn định hơn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta sẽ mở hết đống này nha các bạn. Cái gì? Mình chỉ các bạn này, nếu các bạn mở được Legendary á thì các bạn rất là ngon lành. Các bạn chỉ cần mở một cái thôi nó là Legendary. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở. Và đa phần thì nó rất cực kỳ khó luôn để ra một con Legendary cho các bạn á. Một cây. Đó, các bạn nghe không? Đấy, các bạn nghe không? Legendary. Ok, cái cây này hả? Giờ ok, bây giờ mình sẽ bán cái cây này luôn. Yeah. Đấy, mình tiêu hủy được cái cây đó và mình được tiền. Mình được cái đó hả? Mình muốn mình sẽ mua hình như mấy này là skill hay gì thôi. Đây, vũ khí Legendary level 60 lần các bạn. Muốn được một Legendary thì phải cần tới 60. Level 60. Ghê không? Cái gì khi bạn chơi mấy cái này nè, nó cũng sẽ có ra Legendary cho các bạn. Đấy, một trong hai này này. Đấy, nó sẽ cho 12 cái gì cho các bạn. 15 lần 15 cái Brawl Weapon gì. Cái nói chung là cái đồ để mở đó. Đấy, nó cho các bạn tới 15 cái lần. Nếu các bạn cứ yên tâm. Đấy, chơi nhiều, thắng cỡ 10 trận một. Các bạn thắng 10 trận mà gì 20 trận thì phải bao nhiêu trận á, mà một trận đó phải giết trên 10 người thì nó mới tính là một trận. Đấy, nhiệm vụ nhiệm vụ mát khó luôn đối với mình nha. Đối với mình thì mát khó luôn tại vì mình level này cũng chưa gọi là cao lắm, có ba mấy gì. Nếu các bạn thấy video này của mình á hay thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ kênh channel của mình. Đấy, để mình có nhiều động lực ra thêm nhiều video nữa. Và dạo gần đây thì mình rất có hứng để quay video các bạn, nên một ngày nào mình cũng phải đăng một video cho các bạn coi luôn. Đấy, các bạn quá ngon lành, các bạn chỉ cần subscribe và share video mình thôi. Chứ mỗi lần mình đăng video các bạn share liền thôi là mình, trời ơi, động lực của mình tràn trề. Là mình động lực tràn trề mình quay rồi, mát hay luôn. Đấy, vậy các bạn nào cũng có thích mình quay kiểu như là không phải Minecraft nha mà game gì ta, gì nhỉ, phải nói sao ta, cái một trò chơi thể loại kinh dị horror á, mà không kiểu như là game đó mình cũng biết chơi luôn các bạn. Thấy khỏi lo gì mình chơi ngu hay sao. Đấy, đó là game Left 4 Dead 2, game đi cảnh về ma đây. Thì sẽ đi full cái đó phá kỷ lục game luôn các bạn. Sao bạn thích không? Thích thì mình quay video cho các bạn coi. Mày chỉ cần like share thôi. Ơi, ui ui, rồi nó dưới mình chết luôn hả không? Trời ơi. Đấy, nên các bạn phải like và share video hộ mình nha. Nếu bạn thích thì các bạn comment đó thì mình sẽ có ngày mình quay liền cho các bạn coi. Ok. Nếu các bạn ủng hộ mình kêu mình, nếu các bạn đồng ý mình quay Left 4 Dead 2 thì các bạn cứ bấm là dưới comment là các bạn có nha, chỉ có là anh ơi quay Left 4 Dead 2 đi, đó là một game kinh dị chơi cũng khá là đã, bắn súng các bạn. Các bạn cũng biết là ở mong game đó thì lâu rồi mình chơi thôi. Oh yeah, mình giết được rồi nãy giờ. Phải giết trên 10 người để mình làm nhiệm vụ. Yeah, 2 người rồi. Oh, xong. Oh yeah, hay lắm. 2 chết 2. Không có một lượt hỗ trợ nào luôn các bạn. Các bạn nhớ đó nha, nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Và ngoài có thể comment để cho mình biết về Left 4 Dead sao nữa. Và có cái link fanpage các bạn á, các bạn bấm xuống dưới để các bạn nhận
thông tin, vì như mỗi lần quay ra video là mình có thể báo trên đó, trên Facebook á, để các bạn vào comment đó đi, để mốt đâu mình có event mình làm tặng game hay là gì đấy, ăn mừng hay gì đó. À, mốt mình sẽ 10k sub mình mới làm giveaway cho các bạn nha. Ok, 10k sub mình làm giveaway liền luôn. Ngon, quá ngon luôn. Nhưng mình đặt này chết cái đã. Cấp 10 giống solo, cấp 3 mấy rồi. Cùng hại đó con. Đừng cái là đồ mà legendary, đồ tao không được legendary thôi. Đồ tôi bay vậy luôn. Ủa cờ đâu? À cờ tôi đang cầm các bạn. Cẩu má tôi cầm tôi không biết cờ luôn. Ok giờ tôi sẽ chạy về nhà. Hai bên cờ cũng đã đều bị mất hết rồi. Không chừng tụi nó đứng ở dưới nó cạnh mình á. Mình về là nó chặt chết. Đấy mày biết ngay mà. Đấy biết mà. Đây là 90 đấy các bạn à. Không phải dàn đùa đâu. Không phải dàn vừa đâu. Vừa đâu. Bây giờ chúng ta chạy về nha. Chạy về 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 về. Oh 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 yeah. Nhảy lên, let's go, 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 let's go. Do this, let's do this. I got my name myself, right? I find it money, so I'm faded. I'm faded. I'm puny, son, I'm bony, son, son. The son, I'm only son, son, I'm faded. I'm not faded. I'm bunny sana shini I'm shine. Hey gana money sana bunny I'm faded. Thôi mất cờ luôn rồi, xong thua luôn. À cầm cờ đi, bấm cờ, bấm vô cờ. Hay lắm tiền. Hay lắm, để cờ về rồi các bạn. Ok, let's do it. Let's do it. Let's do it. Ôi, tụi nó lộn bệnh kìa. Một đứa. Ok, tới đứa này. Sao? Không sao, tim tôi còn mà. Trời, tôi cũng có bơm máu hả? Ôi giời, hồi hồi hồi. Hồi xong. Chạy. Chạy hả? Tôi chạy lên đây nè. Làm gì được tôi nè. Chạy lên tím tôi ở đây nè. Rồi tôi có hồi máu nè. Tôi đập nè. Tôi đập nè. Tôi đập nè. Tôi đập nè. Làm gì được tôi nè. À hằng nãy với tôi nè đúng không. Chạy kìa. Chạy hả. Ai cho chạy. Ôi. Rồi tim tôi đâu. Đó tim tôi chạy ra liền. Tim tôi rất là không bỏ đồng đội bạn hiểu không. Nó sắp chết rồi. Đừng để cho nó đoán tôi một cái là lên dễ đấy. Ồ nó hồi máu. Ngon. Tìm hồi máu quá đỉnh. Đặt cái hồi máu lên. Tìm bố, bố ghét tìm mày lắm. Bố rất là ghét tìm mày. Mày hiểu không? Mày biết không? Mày biết gì đó không? Mày biết điều đó không? Bố chết rồi nè. Trời ơi, còn chút xíu nữa. Cái này là cái bình này là cái bình sinh xa các bạn. Mà phải giết 10 người các bạn. Nó còn làm nhiệm vụ 15 cái miếng đó là hơi bị nhiều đấy. Cơ hội mình có vũ khí legendary cũng là rất là nhiều đấy. Ôi nó không cho mình đi vô. Ok, 9 người rồi. 9 đứa rồi. Ok, hàng gì nó cũng đang dí theo team mình kìa. Không cho. Không cho. Ai cho đâu mà đánh. Lên. Nhìn nó đòi vô nay khuấy động tim mình hả? Chết rồi. Ha ha.
Nhanh lên, cắm hối là hết giờ là xong. Có đồ ăn hồi máu rồi. Một người nữa thôi. Có mồi rồi. Level 57 hả? Thì sao? Bỏ đi. Trời. Má nó trộn cục đá luôn ngay mình luôn chứ. Rất là căng các bạn. Ghe team mình nhập cho được rồi. Chạy ghê, không cho chạy luôn. Mày, yeah, mình chiếc được 10 người rồi. Quá ngon. Bạn ấy hay không? Nếu hay like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình đi, để mình có nhiều động lực làm tiếp nhiều video hay nữa. Và cũng như đón chờ những video kế tiếp của mình luôn. Đấy, sập để dễ dàng đón chờ các bạn hiểu không? Ngu. Nó cướp cả. Tưởng mày là ai? Mày tưởng mày là ai? Level 3 mình láo. Ui, quán luôn ha. Láo không? Láo này. Láo này. Phát hỗ trợ luôn à. Hỗ trợ 10, giết 10. Yeah. Cái gì? Trưởng không? Hóa máu nè. Trưởng không? Cây kiếm cầm một móc thấy ghét không? Kiếm một móc thấy ghét không? Thôi có nguy cơ mình thua lại giờ thôi xong. Đông quá, bên nó khá là đông các bạn. Mình vô nó cho mình ngậm nguyên cái củ hành luôn chứ không phải là cái gì nữa. Không xong rồi, chúng ta phải quyết thắng fan này các bạn. Ok. Giết. Phát lại cho hỗ trợ nữa. Yeah, rồi trên 11 người luôn. Một người chiếc hỗ trợ 11 luôn, quá ngon. Không còn gì ngon bằng. Ok, như vậy là mình được thêm một lần nhiệm vụ nữa rồi. Cứ như vậy thì mình sẽ là fuck. Yeah, mình giết thêm đứa nữa kìa. Wow. Oh wow, 13 đứa luôn. Oh wow. Oh wow. Đây. Ồ, nó bị lắc. Ủa nó đâu rồi? Nó bị lắc, mình đánh nó cái nó biến mất tiêu luôn. Ngu người. Bị lắc hả mày? Ăn máu vô cái đã. Tính gì tính tiếp. Fuck. Mệt luôn, trời ơi, nó đánh mình quá trời đánh luôn, trời ơi. Mình sắp lên level 40 rồi các bạn. Làm xong nhiệm vụ đó là quá trời tiền, các bạn có thể tiền, mấy cái tiền đó bạn có thể nâng kêu lên. Run. Trận này rất là gay go. Mặc dù team mình đang thua với 100 mấy chục điểm, 200 mấy điểm chứ, 205 điểm, nhưng không sao. Giờ chúng tôi sẽ chạy qua bên nó đánh mất cờ bên, lấy cờ lại bên mình để mình còn gắm cờ vô nữa các bạn. Cờ không nào, cầm cờ bên mày đâu. Nói cho tao nghe coi. Fuck đi xì la mau. Ủa tao không tin là mày cầm cờ qua đây luôn á, bà luôn. Ủa tao không tin gì luôn, không tin mày gì luôn á. Ủa tao không tin mày luôn.
mình quỳ với nó luôn các bạn. Thua, yes. Hay lắm, tiếp. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh channel của mình cũng như channel của mọi bạn mình. Ok, và nhớ share video này nhiều cái like, cái share các bạn, mình sẽ giúp cho mình. Ok, nhiều cái like, cái share của mấy bạn thì giúp ích cho mình cực kỳ nhiều, vì nó có làm cho mình thêm nguồn động lực để mình kiểu như là làm tiếp những video kế tiếp đó bạn. Động lực cực kỳ lớn luôn, trời ơi, giống như là ai là cái giết người đó các bạn thấy không? View vừa ra chụp 4k, 4.000 một ngày, 4.000 nên mình up cái video mới liền luôn. Ấy, mình vừa mình cái video trước á mình tưởng là mình còn thời gian để mình quay thêm một tập vlog để mình up lên nữa, ai nghe nó view nó tăng nhanh quá nên mình up luôn cái video ai là kẻ giết người đó luôn, tên luôn đấy. Nên các bạn thích thì các bạn cứ share và like nhiều lên, mình sẽ làm thêm nhiều video về Warlock và những vũ khí Warlock mới nữa. Và ok, bye bye.